Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục thông tin đến quý khán giả những tin tức liên quan đến cũ Gò Công và những tin tức khác nha cả nhà. Và như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ vào lướt qua kênh Hồ Văn Cường Official để mọi người nhớ về kênh Cẩu Út Gò Công mà ủng hộ ha. Kênh Hồ Văn Cường Official viết in đầy đủ dấu nè cả nhà, và có cái tích xám xác minh chính chủ ha, 136.000 sub. Đó, kênh này là hiện nay là kênh này là tương tác chính những bài hát của Cường với khán giả. Coi như là kênh chính chủ của Cường ha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ, tiếp tục ủng hộ Cẩu Út Gò Công. Nghe những bài hát tiếp theo. Mặc dù là nó đã đạt triệu view rồi nhưng mà mình tiếp tục nghe để ủng hộ cậu ấy, như là bài Thương Người Nông Dân nè. Bài Thương Người Nông Dân rất là hay, rất là ngọt cả nhà, mình tăng lên thêm vài triệu view nữa đi. Đó rồi, để mà cái kênh này duy trì thì đó là nhờ vào sự quan tâm của khán giả. Giúp cho cậu Út Gò Công tăng tương tác với khán giả trên YouTube ha cả nhà. Rồi tiếp theo thì Xuân Mỹ muốn lướt qua kênh F Music chút xíu. Xuân Mỹ chỉnh cái camera cho nó đều đều chút cả nhà ơi, camera nó bị xéo. F Music họ cũng còn giữ cái ảnh bìa Cường và anh Sơn, rồi họ giới thiệu cái show mới, cái tập giao lộ thời gian mới thứ bảy tuần này do anh Thơ và Dương Hoàng Yến, tập 18. Thì mọi người ai là fan hâm mộ của anh Thơ và Dương Hoàng Yến thì vào xem ha. Còn những chiếc video karaoke của Cường và anh Sơn vẫn còn ở đây thì mọi người ủng hộ tập hát gì đó ha, thì vào đây hát đó. Và May Sài Gòn thì vẫn còn cái trang cộng đồng, cái show diễn ngày 18 tháng 3 tới đây thứ bảy. Như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ chuyển sang trang Đại học Hoa Sen để thông tin một cái thông tin của Đại học Hoa Sen trên trang fanpage. Gia hạn thời gian đăng ký tham dự hội thảo quốc tế 2023 ICDG ngày 3 tháng 3 thì ban tổ chức hội thảo quốc tế đã họp tổng kết giai đoạn 1 về việc gửi ABS check và đăng ký tham dự hội nghị. Ban tổ chức thống nhất kéo dài thêm giai đoạn gửi ABS check và đăng ký tham dự hội nghị đến hết 31 tháng 3. Rồi sau ngày 10 tháng 3 thì ban tổ chức sẽ phản hồi về việc chấp nhận ABS check và thông tin đến tác giả chuẩn bị gửi bài báo toàn văn đến hết ngày 10 tháng 4. Rồi để có thêm thông tin hội nghị, mời các tác giả và giảng viên nhấn vào xem. Cái này là thông tin cho cả nhà, thông tin cho giảng viên và cán bộ công viên. Đó, một cái thông tin mới trên trang Đại học Hoa Sen. Rồi mời khán giả rồi cả nhà chờ Xuân Mỹ Xuân Mỹ sẽ sang trang Đại Gia Đình Ngọc Sơn. Hôm qua thì anh Sơn có chương trình trên Đắk Lắk cả nhà. Theo trợ lý anh Sơn lúc livestream nói thì anh Sơn có tour diễn ở trên Buôn Mê Thuột,
Nếu đã yêu nhau thì cùng về Buôn Ma Thuột, nó có cái bài hát Tây Nguyên hay lắm cả nhà. Anh Sơn được mọi người đón nè, giờ anh có cái phát biểu là một bài thơ ngày dành 8 tháng 3. cho Sơn làm thơ chúc 8 tháng 3 đó cả nhà. Tám thì chín thì mười hay gì á. Cả nhà nói về bóng bàn, hai người nói về bóng bàn đó cả nhà. Rồi giờ Xuân Mỹ sang trang Hồ Văn Cường. Trang May show của Hồ Văn Cường ha cả nhà. Nè Hồ Văn Cường trang hôm nay thì cũng có khán giả hỏi về show diễn 18 tháng 3. Xuân Mỹ cũng đã kết nối với các bạn trong FC miền Nam rồi ha. Đây, giờ mình qua link đặt giá của trang này xem sao ha. Đây nè cả nhà. Còn mấy phút nữa. Ôi, còn vài vé nữa thôi cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Ừ, ít vé nữa thôi nha. Vui lòng chờ hết thời gian chờ lại. Cả nhà. Còn 30 vé nữa cả nhà. Còn 30 vé nữa. Show Sài Gòn. Hôm nay thì thứ năm rồi, chúng ta vừa qua ngày 8 tháng 3. Đó, show Sài Gòn thì còn có vài chấm xanh vàng trên màn hình thôi, còn lại là đã chấm xám tức là vé đã bán ra. Thì hôm nay mùng 8, mùng 9 nhưng mà 8 tháng 3 thì trên TikTok Út Gò Công đã có một cái chiếc video rất dễ thương. Đây, cô ấy nói là hôm mùng 8 tháng 3 là ngày đặc biệt của các bà các ngoại, giai cưng nhà xanh chuối đã chụp tấm hình rất là thần thái phong cách thật đáng yêu, con đã thầm cảm ơn các mẹ các ngoại phương xa dành cho con. Hôm qua thì có một cô khán giả lúc trưa cả nhà nhắn cho Xuân Mỹ khi Xuân Mỹ chúc 8 tháng 3 cô ấy, cái cô ấy. Đây nè cả nhà, đó là cái trang TikTok của Cường và hôm qua các bạn fan club Hồ Văn Cường fan club cũng share về nè. Xuân Mỹ đọc nha, lời chúc viết trên TikTok của Cường nè: nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, con em gửi lời chúc đến các bà, các cô, các chị và tất cả những người phụ nữ trên mọi miền đất nước có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi hạnh phúc và tràn ngập yêu thương cùng những lời chúc tốt đẹp nha. Và tấm ảnh của Cường đó cả nhà. Đó, TikTok của Cường rất là dễ thương. Xong rồi cái Xuân Mỹ mới nhắn lại cho cô khán giả. Xuân Mỹ nói: cô ơi, Cường đã chúc Tết, xin lỗi cả nhà, Cường đã chúc mừng 8 tháng 3 rồi đây. Cái cô nói cô cũng vừa xem, cô định gửi cho Xuân Mỹ xem.
Đó, vui cả nhà, các bà các mẹ hôm qua trong gia đình sanh được chuối chắc chắn là sẽ rất là hạnh phúc vì những cái lời chúc và cái chiếc ảnh rất là khớt này của cậu Gò Công ha. Đó, đôi khi là để cho sự mong chờ, sự mong chờ, người ta nói chờ đợi là hạnh phúc cả nhà. Thì sau Tết thì cả nhà sanh được chuối mong chờ show diễn của Cường ha, mong chờ show mới của Cường, chờ trong tháng 2 rất là giống như là người ta nói vui là chờ như con hươu cao cổ vậy đó, nhưng mà qua cuối tháng 2 bắt đầu là công bố những cái show diễn đúng không cả nhà, cuối tháng 2 đầu tháng 3 công bố những cái show diễn đó và liên tục tung ra trailer 4 show luôn, poster tung ra cái poster của May 4 show à. Nhưng mà bây giờ còn 3 thôi vì show tháng 4 của Cần Thơ đã tạm đóng rồi, tạm đóng. Bên May thì cũng xác nhận do vướng lịch trình của ca sĩ, vướng lịch trình của ca sĩ thì đối với Cường thì một là bận lịch thi hoặc là Cường có một cái chương trình ở diễn ở đâu đó thì mình chưa biết ha, nhưng mà May bên May sẽ thông báo sớm với mình khi mà có show Cần Thơ mở lại. Thì cũng rất là tiếc, hôm qua nay thì cũng có nhiều khán giả, nhiều chị cũng bày tỏ tiếc và buồn buồn khi show này phải tạm đóng, nhưng mà Xuân Mỹ nghĩ là Cường còn đeo đuổi đam mê ca hát thì chắc chắn show sẽ có ở Cần Thơ thôi cả nhà. Còn show diễn của May Lang Thang Đà Lạt nè, rồi Đà Nẵng nè, bây giờ Xuân Mỹ cho cả nhà xem hình của show Đà Nẵng nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy lung linh không, thấy sân khấu lung linh không? Ừ, ban đêm sân khấu lung linh hết sức luôn thế nè, lãng mạn lắm luôn nè. May Lang Thang Đà Nẵng cặp bên sông Hàn bên kia đó cả nhà, bên kia sông Hàn đó đó, nhìn ca sĩ diễn phía dưới nè, cặp bờ sông nè, đó khán giả ngồi nè, giơ cái đèn điện thoại lên. Còn mai mốt là fan của Cường là sẽ có cái đèn led sông Ngư ha cả nhà, rất là tuyệt vời luôn đó, sân khấu đó hoành tráng ghê không, tuyệt vời, xứng đáng đồng tiền bát gạo nha. Giờ thì Xuân Mỹ vào Linh Linh của Cường xem sao ha. Linh bán vé của Cường ở show Đà Nẵng nè, 25 tháng 3 đây, cũng còn giá VIP nha, 1.350.000. Đây đó cả nhà ơi, cũng còn số lượng vé không có nhiều nữa, cũng chất xám bên đây đã mờ rồi nè, phía bên này là không có bán vé ha, cái cánh này là cánh để trống nha, phía bên trái á, mình nhìn lên màn hình phía bên trái này nè, chỗ con chuột nhấp nháy nè, còn từ cái hàng xanh này chở xuống đây là cái khoảng trống này không có bán vé, bên tay phải là để trống đó cả nhà. Vé 1.350.000 cũng còn, 950.000 cũng còn, 650.000 cũng còn, 450.000 thì còn ít thôi. Rồi cả nhà hãy tiếp tục liên lạc với hotline của show để mua hoặc là đăng ký với các bạn FC ha. Các khán giả muốn đây hotline của show Đà Nẵng Đà Lạt 0912946 đây nè cả nhà, 0912946549 và 0912966549 đó cả nhà. Mọi người hãy ủng hộ May nha, May tạo điều kiện cho Cường lên sân khấu, đó là một cái sự hợp tác Xuân Mỹ nghĩ là nhiều nhiều lần lâu dài, liên tục một tour như vậy thì cũng rất là đáng mừng cho Cường ha cả nhà. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin vào trang
Hồ Văn Cường fan club nè, nói tiếp nè. Nói tiếp. Có một cô chúc mừng sinh nhật của Cường à, cũng đăng lên đây rồi. Rồi chị Hương Trương thì hôm qua đã hôm qua rồi Trang Hoàng khán giả Trang Hoàng có một bài tân cổ. Ôi xuất sắc. Chẳng biết nói gì để chúc gửi sinh nhật Cường vì các bà, các mẹ và mọi người đều nói hết cả rồi nên tôi viết một bài tân cổ gửi gắm tâm tư tình cảm của mình. Bài viết không hay, xin mọi người đừng cười chê nha. À, mọi người có muốn Xuân Mỹ lên câu dụng cổ không? À, để Xuân Mỹ nhìn rồi Xuân Mỹ lên thử cho cả nhà nghe ha. Từ cái bài này, một bài mới toanh luôn. Cái nhạc phần nhạc thì mọi người biết rồi ha. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đang chờ. Mùa đông ái ân anh đang tìm. Tìm màu áo mới cho em. Ô hay mắt tinh lại buồn hay sao? Khi anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho mắt xanh kia hững hờ, mà dù năm tháng phôi pha. Khúc này vô giọng cổ nè cả nhà. Em ơi đông đã đến rồi, sao mà trời chưa chờ gió cho những tia nắng mùa thu nhảy múa dưới rặng dừa xanh luôn khúc khích tiếng cảm ơn ai làm cho em thay đổi cuộc đời để em có thể cất vang lên tiếng hát giữa muôn triệu trái tim cùng chung một nhịp đập của tình thương. Ngày 20 tháng 11 em đã đứng trước hội trường hát tri ân thầy cô những con người ươm mầm cho cuộc sống. Tôi cũng như bao người vẫn luôn hằng trong ngóng đã xúc động nghẹn ngào tuôn trào dâng nước đó cả nhà. Ngẫu hứng nha, có thể là bởi vì muốn hát giọng cổ hay và mượt mà đó thì phải thuộc lời, nhưng mà bây giờ Xuân Mỹ nhìn vào cái lời này mới viết mà Xuân Mỹ hát thôi cả nhà, mọi người đừng chê nha, có thể là không có hay, không có mượt mà lắm, nhưng mà ngẫu hứng thôi. Xin cảm ơn fan Trang Hoàng, một người cũng rất là tài năng, viết được một bài vọng cổ như thế này với bốn câu, năm bốn câu, gọi là câu 5, câu 6, câu 1, câu 2, là cái bài này là bốn câu đó cả nhà. Đó, Xuân Mỹ sẽ copy để thử hát bài này trọn vẹn xem sao ha cả nhà. Rồi xin cảm ơn fan Trang Hoàng ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang trang đời sống xã hội. Xuân Mỹ thông tin cho cả nhà thì hôm nay sau 5 ngày Hoàng tại nhà riêng thì hôm nay gia đình đã đưa ông Hoàng cải lương tuồng cổ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Sáng nay thì dòng người đổ về con đường trước nhà của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngày càng đông, trong đó nhiều khán giả các tỉnh miền Tây cũng kịp về tiễn đưa. Tại buổi trước đêm hôm qua đêm 8 tháng 3 thì đông đảo nghệ sĩ đã trình diễn nghệ văn nghệ trước linh cữu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và họ cho biết hình ảnh dòng người đến viếng khiến họ nhớ tới thời vàng son của cải lương khi sân khấu sáng đèn liên tục và người xem xếp hàng dài thưởng thức từng vở diễn. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết nói bà biết ơn khán giả bởi chính họ là những người giúp nghệ sĩ tạo nên một thời vàng son của bộ môn nghệ thuật cổ truyền. Sau 5 ngày, sau 5 ngày hoàn tại lễ tang,
ngoài người trong giới nghệ sĩ, giới giải trí, hàng ngàn khán giả đến thắp hương, vái vọng, áo đẫm mồ hôi khi đang đi hàng chục km từ Bình Dương lên thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phú Quốc cho biết mình nghề lái xe ôm, là fan của Vũ Linh từ năm 90. Cả nhà ông từ già đến trẻ đều yêu thích các băng video thời mưa bụi của nghệ sĩ. Ông nói, khi biết tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, tôi nghẹn ngào, còn vợ tôi thì cứ khóc. Dù không phải người thân nhưng chúng tôi thấy ông quá đỗi gần gũi. Bà Diệu Nghĩa, 92 tuổi, được con gái đưa đến tang lễ nghệ sĩ Vũ Linh sáng sớm để hòa vào dòng người tiễn biệt ông. Cả nhà. Khán giả Diệu Nghĩa này sinh năm 92 ở Phú Nhuận, chống gậy đi giếng. Con gái bà thì cho biết mẹ tôi mê Vũ Linh đóng cặp với Tài Linh thời mưa bụi, không bỏ sót tập nào. Tới nay bà vẫn xem lại, dù tuổi già, có khi lẫn rồi bà luôn xúc động khi nhắc tới Vũ Linh và thế hệ diễn viên gạo cội. Sáng nay mẹ nói tôi đưa đến lễ tang bằng được và dòng người vào giếng nghệ sĩ Vũ Linh nè cả nhà. Hạn chế đọc tin tức về ông vì mỗi lần thấy hình ảnh nghệ sĩ, khán giả Ngọc Linh 33 tuổi Đồng Tháp nói mỗi lần nhìn hình ảnh của ông chị lại nghẹn nghẹn. Điện thoại tôi còn lưu nhiều ảnh của ông thời diễn cùng các cô Đào, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy. Buổi đưa tiễn ngắn gọn, nhiều cảm xúc. Nghệ sĩ Vũ Linh, con nuôi nghệ sĩ Vũ Linh, đại diện gia đình cảm ơn các cơ quan chức năng tạo điều kiện để gia đình chu toàn hậu sự cho cha. Trước số lượng người viếng quá đông, nghệ sĩ cảm ơn khán giả đã dành trọn tình cảm cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ Hữu Quốc gọi Vũ Linh là nghệ sĩ toàn dân, trăm năm có một. Hữu Quốc thay mặt gia đình đọc điếu văn. Vũ Linh sống cho nhân vật nhiều hơn anh dành cho đời riêng, không chỉ hôm nay mà nhiều năm sau nữa. Chúng tôi tin cuộc đời anh sẽ cung cấp nhiều đề tài cho những ai muốn tìm tòi về sân khấu Việt Nam cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Thiếu thời, anh vốn không xuất thân từ gia đình khá giả, không được học chữ nhiều. Nhưng khi phát hiện đam mê, anh quyết theo nghề ca diễn, tầm sư học đạo. Từ Danh Cầm, Văn Dĩ đến cô Diệu Hiền, thầy Bửu Truyện, Thanh Tòng. Sân khấu cải lương sau năm 75 vắng bóng nhiều danh ca. Tuồng tích chuyển hướng, các nghệ nhân càng tuổi cao sức yếu, vài nghệ sĩ ra đi. Nếu không có các nghệ sĩ yêu nghề, ham học hỏi như anh, chúng ta sẽ không có khoảng trống khó lấp đầy. Chúng ta sẽ có khoảng trống khó lấp đầy ở nghệ thuật cải lương. Thường trong tuồng cổ, ai có thế mạnh vũ đạo thì bị lép về giọng ca, còn ai có được hơi ca thì khó tung hoành về vũ đạo. Nhưng Vũ Linh điêu luyện hai yếu tố này, ngoài tổ nghiệp phú cho, ông không thể phủ nhận do các thầy cô chỉ dạy và do anh trì chí khổ luyện. Hình ảnh những khán giả khắp nơi đổ về, có những người đi chân đất, đứng xếp hàng trật tự để được thắp nhang cho anh đã nói lên tình cảm đó. Bao dòng tâm sự, chú Vũ Linh là một phần đời của má, của ngoại, của đời tôi. Các nghệ sĩ đó cả nhà. Rồi, ở dưới là thông tin nghệ sĩ Vũ Linh. Này thì Xuân Mỹ cũng có đọc cho cả nhà nghe rồi. Đó, xin cúi đầu tiễn cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng, và xin chia sẻ mất mát này với là sân khấu cải lương, một nhân tài cũng đã về với đất mẹ ha cả nhà. Rồi đó là thông tin Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả liên quan đến tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin gửi đến quý khán giả một cái thông tin một vụ tai nạn giao thông rất là thương tâm, mà hai anh em ruột thì bị, một người thì tử vong, do báo công an thành phố Hồ Chí Minh đăng. Chiều ngày 8 tháng 3, trên đoạn đường qua huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thì hai anh em ruột là công nhân do làm cho một cái công trình đường cao tốc, cùng đi trên một xe máy thì bất ngờ té văng vào lề đường. Người em thì tử vong tại chỗ, người anh thì bị thương. Đó cả nhà, thông tin rất là xót xa. Người thì mất, người thì bị thương nặng, đưa vào bệnh viện cấp cứu, hai anh em ruột. Có những cái rủi ro, những cái chuyện không may xảy đến như vậy, nó làm mất đi những người thân trong gia đình. Đó, cho nên là chính vì lẽ đó Xuân Mỹ
đưa những cái thông tin như vậy để mong mọi người hãy quý trọng cái phút giây hiện tại, hãy yêu thương nhau, nhất là những người thân trong gia đình. Gia đình là số 1, đã dành à, hãy dành cái tình yêu thương đối với gia đình với nhau. Và nhớ lại hơn một năm qua, từ tháng 10 năm 2021 đến giờ, Cường đã thỏa nguyện được cái điều mà sống cùng ba mẹ mình trọn vẹn một gia đình, tề tụ với nhau, và ông bà con cháu cùng Cường cậu đã sống chung với nhau, về chung một mái nhà ở trên thành phố Hồ Chí Minh, dù ở nhà thuê nhưng mà cũng ấm lòng những bữa cơm chung như vậy. Đó là hết sức quý giá, đúng không cả nhà? Cuộc sống này chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. Bây giờ thì Xuân Mỹ trở lại kênh Cường. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ kênh Hồ Văn Cường Official để nghe nhạc và tăng view cho cậu ấy ha, để tăng tương tác kênh với khán giả. Xuân Mỹ thì cũng xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và Xuân Mỹ xin chúc cả nhà buổi trưa ngon miệng. Nhớ bấm like video cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Và cho tới giờ thì bên FC chưa thông báo địa điểm tổ chức sinh nhật. Xuân Mỹ nghĩ chắc hôm nay các bạn FC quản trị FC sẽ thông báo. Chắc là bạn Phúc sẽ thông báo sớm thôi cả nhà. Bạn Xúc bạn bạn Dương Phúc FC trưởng của miền Nam đó. Rồi Xuân Mỹ xin chào tạm biệt ha. Có thông tin mới về điểm tổ chức sinh nhật Xuân Mỹ sẽ báo với mọi người. Xin chào ạ.